Kính thưa quý vị và các bạn, Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, chợ ô tô Big C, thành phố Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010 bản G xịn. Xe có màu vàng cát, biển số Hà Nội, xe cực đẹp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá 375 triệu đồng cho một chiếc Innova màu vàng cát bản G. Chiếc xe màu vàng cát cực đẹp với sơn xi bên ngoài bóng bẩy, nội thất đẹp, da ghế đẹp, trần nỉ đã được bọc ni lông chống bụi. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ, vô lăng 4 chấu, gương kính chỉnh điện, cụp điện, có hệ thống loa Super Bass, 3 vùng điều hòa độc lập. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập các bạn nhé. Xe rất đẹp luôn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 375 triệu đồng ạ. Một chiếc Innova G 2010 đang được chào bán với giá 375 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. 375 triệu đồng cho một chiếc Innova G màu vàng cát, số sàn bản G xịn, trang bị 3 vùng điều hòa độc lập, vô lăng 4 chấu, gương kính chỉnh điện, cụp điện, màn hình camera lùi đầy đủ. Bây giờ mình quay kỹ về cái nội thất và khoang máy của chiếc xe. Các bạn có thể nhìn thấy xe rất đẹp luôn ạ. Bây giờ mình sẽ xin phép quay được về cái khoang máy của chiếc xe. Đây ạ. Khoang máy của chiếc xe này là nguyên vết bụi thời gian. Thứ nhất là về cái bụi bẩn thì là nguyên vết bụi bẩn của thời gian ạ. Về máy số thì khô ạ, máy móc khô khan, xe đẹp ạ. Đây là khoang máy của chiếc xe các bạn nhé. Đây là khoang máy của chiếc xe Innova G 2010 được chào bán với giá là 375 triệu. Bây giờ tiếp tục mình sẽ kiểm tra, mình sẽ ngồi lên đây mình kiểm tra xem. Chìa khóa đâu em ơi? Không phải. Alo. Chiếc xe này hiện nay đang chạy là 11 vạn các bạn nhé. DOD của chiếc xe này là 11 vạn ạ.
là mình sẽ đè thử luôn. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ. Về hệ thống điện, xe không cảnh báo một lỗi về hệ thống điện nào. Toàn hệ bộ hệ thống điện đều ok các bạn nhé. Toàn bộ hệ thống điện ok hết. Xe chạy 11 vạn. Đấy, mình đóng cửa là ok. Bây giờ chỉ còn duy nhất là cái nút cảnh báo đeo dây an toàn nữa thôi. Còn màn hình rồi mình thử cài số lùi. Rồi ok, cài số lùi rồi. Đây là camera lùi ạ. Có vạch báo hiển thị luôn ạ. Rồi ok. Ok. Khi máy đang nổ thì sao? Mình sẽ quay khi máy đang nổ. Đây ạ, chiếc xe này máy nổ rất êm các bạn nhá. So với Innova. Innova thì khi mới nổ có một cái đặc điểm của khi các bạn mua Innova là mình nói luôn là đặc tính của Innova là khi các bạn mới đè lên máy nó sẽ gầm lên một cái để nó gầm lên một lút để cho nó bơm hết toàn bộ dầu. Nó gồng lên để nó bơm dầu tưới máy. Thì sau đó thì nó sẽ tiếng máy nó sẽ dịu xuống. Mới đầu tiếng máy nó sẽ rào lên và sau đó nó sẽ dịu xuống. Đó là đặc trưng của Innova. Con nào cũng thế, bất kể một chiếc Innova nào cũng thế. Nhà máy người ta sản xuất ra để nó tưới hết dầu lên toàn bộ hệ thống của máy. Còn như chiếc xe này là bây giờ sau khi mà nó đã nổ máy ổn định thì mình thấy máy thứ nhất là máy không rung, không giật. Đây là các bạn nhìn thấy máy đang nổ. Khi máy đang nổ các bạn có thể thấy máy không rung, không giật. Cái độ rung của nó là cho phép, tức là nó không rung, giật, lắc mạnh. Đấy gọi là máy không rung, không giật, không bỏ máy. Thứ hai nữa là về tiếng nổ là êm, tiếng nổ khá là êm. Rung giật thì cũng có thể nó chỉ là hỏng một cái buji thôi, nó cũng có thể rung giật. Đây là về chi tiết nội thất của cái khoang máy của chiếc xe và mình đã nói giới thiệu khá kỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip về chiếc Innova G2010, chiếc xe đang được chào bán với giá là 375 triệu. Tại Dương Audi ô tô Phú Hải Dương, hotline 0855 966 966. Mình xin nhắc lại hotline của Dương Audi 0855 966 966. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp anh Dương Audi bằng hotline trên ạ. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị những gì tốt đẹp nhất ạ. Quý vị hãy đừng quên bấm đăng ký kênh vào nút đỏ và bấm nút quả chuông. Sau khi bấm nút đỏ thì nó hiện lên quả chuông, các vị hãy bấm vào quả chuông đó để nhận được thông báo mỗi lần mình đăng video clip mới về những chiếc xe mới về, hoặc là live stream trực tiếp các bạn có thể là những người được thông báo và sẽ người nắm bắt thông tin đầu tiên. Cảm ơn quý vị.